Nếu như suy luận của em là đúng thì sẽ là cột anten, nhưng mà em đang nghĩ là không biết là có uẩn khúc gì ở đây Có bẫy không. gì ở đây không đúng Đúng rồi. không? Cụm từ nào sau đây có thành phần không phải là tên viết tắt trong ngôn ngữ gốc? Trạm radar, màn hình TV, tia laser hay là cột anten? Xin mời em. Cái này thì em chắc chắn là loại màn hình tivi rồi. Màn hình TV, tại sao? Vì tivi là viết tắt của từ television. Television, tức là em cho rằng là TV là viết tắt của ngôn ngữ gốc. Còn Vâng, đây là không phải, đúng không? đúng rồi. Vậy thì chúng ta Tia còn laser. anten, radar và laser. Cho em xin quyền trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, còn màn hình TV hay là cột anten? Nếu như suy luận của em là đúng thì sẽ là cột anten, nhưng mà em đang nghĩ là không biết là có uẩn khúc gì ở đây Có bẫy gì ở đây không không. đúng không? Đúng rồi. Câu hỏi của chương trình hay Tự là nhiên Triệu lại Phú, thấy những cái lo đoạn gần đây lo. nó hơi bị khủng hoảng quá. Vâng ạ. Vậy bây giờ TV và anten, cái nào không phải là tên viết tắt trong ngôn ngữ gốc? Em bây giờ em đang rất là nghiêng về phương án B. Em đang rất nghiêng về phương án B. Đúng rồi, chính là cái phương án mà em Đang loại loại từ đầu đầu, tiên. rút kinh nghiệm từ câu trước. Cái phương án mình loại ngay từ đầu thì lại nó lại là phương án Thì có đúng. khi lại là phương án Nên là đúng. em định cho rằng phương án này cũng vậy. Vâng. Em đang nghiêng khoảng bao nhiêu phần trăm về phương án B? Em đang nghiêng khoảng 70%. 70% nghiêng về phương án B, màn hình TV. Còn 30% thì đang là cột anten. Bây giờ chỉ còn có hai phương án thôi. Em đang ở mốc rất là quan trọng. Cũng bắt đầu Triệu. to tiền. Sau đó thì em sẽ đến với một mức mà nếu em vượt qua được thì em sẽ có một tấm séc của chương trình. Hãy cho anh biết quyết định của em. Một, em chọn một trong hai phương án này. Và em vẫn còn một quyền trợ giúp nếu trong trường hợp em còn phân vân. Chắc là em sẽ mạo hiểm vậy. Cho anh biết lựa chọn của em đi. Em xin chọn phương án B. Chọn phương án B. Anh hỏi cái này ngoài lề một chút, em đã có bạn trai hay có người yêu chưa, hay có chồng chưa? Em chưa ạ. Em chưa. Cái chiến thuật chọn người yêu của em nếu trong phương án 50-50 và bắt đầu mình đã không có cảm tình với anh và sau đó mình lại có cảm tình với anh đấy là khả năng cao sẽ xảy ra. Nên em hãy rất lưu tâm những anh nào mà em đang không thích. Rất có thể em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Phương án B là phương án không chính xác. Phương án D mới là chính xác. Vâng, và như vậy là Hòa lại tiếp tục ngồi trên đấy vì em chưa được dùng đến. Em đã suy luận rất chính xác từ ngay từ đầu rồi. Anh hỏi Hòa một chút, em có biết về câu này không? Thực ra câu này thì em cũng suy luận là em không chọn tivi. Em cũng loại tivi ngay từ đầu. Em cũng loại TV ngay từ đầu. Nhưng mà đúng là nếu mà khi mà còn lại hai phương án thì cũng hơi phân vân, nhưng mà nếu là em được thì em sẽ chọn D. Sẽ Bởi vì chọn phương em án nghĩ D. là tivi thì nó đang bị quá là rõ là television rồi. Và em nghĩ rằng là chương trình không thể nào Không để không một thể phương nào án lừa được. quá rõ ràng như vậy. Nhưng mà các em quên mất rằng là đây là phương án còn lại sau khi đã loại bỏ đi hai phương án khác. Trong bốn phương án kiểu gì có một phương án mà nó rất dễ để chúng ta phân biệt với các phương án đúng còn lại. Một phương án sai rất dễ. Và vừa rồi thì em đã chọn vào một phương án mà em đã loại ngay từ đầu. Và anten được Việt hóa từ tiếng Pháp. Và tên tiếng Anh của nó là antenna. Hơi tiếc một chút, cảm xúc bây giờ như thế nào? Em đã về mức 2 triệu đồng, còn một quyền trợ giúp để mang về. Em thì cũng hơi tiếc vì đấy, vì mình đã loại đi cái phương án mà mình đã nghi ngờ ngay từ đầu. Và Không đáng ý sao. quá. Vâng. Đáng ý Không quá. sao, đây cũng sẽ là bài học cho em. Vâng. Và anh chỉ lưu ý em rất rõ ràng trong cái việc là liên quan đến việc chọn người yêu thôi. Dạ vâng ạ. Hãy làm sao lưu tâm là chàng nào mà em gặp ngay từ đầu mà em bảo cái chàng này sẽ không bao giờ mình yêu cả thì em hãy cẩn thận vì đấy Vâng. có thể sẽ là chàng mà em yêu. Đấy, đấy là anh chỉ nói qua như vậy thôi. Dạ vâng. Còn đến chơi với chương trình thì kiểu gì cũng vui rồi, thì Vâng tiếc là không ạ. có dịp để cho bạn Hòa thể hiện thêm lần nữa thôi. Vâng. Và cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Em sẽ ra về với phần thưởng là 2 triệu đồng. Cảm ơn em. Dạ vâng. Vâng, xin mời em.